Hi, xin chào anh em, mình là Vintech của máy đo chuyên dụng. Và trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em camera đo nhiệt HT-03. Đây là camera tích hợp phép đo nhiệt độ bề mặt và hình ảnh nhiệt thời gian thực, là thiết bị tối ưu dành cho thợ điện hoặc là nhân viên bảo trì sửa chữa, giúp nhanh chóng phát hiện những sự cố quá nhiệt của hệ thống. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm này nhé. Camera nhiệt HT-03 cho phép bạn đo được nhiệt độ của bề mặt và ghi lại hình ảnh nhiệt của mẫu vật trong cùng một lúc. Máy có giải dao động từ âm 20 đến 550 độ C, giúp tiết kiệm thời gian đo so với nhiệt kế hồng ngoại bình thường. Thiết bị có khả năng điều chỉnh hệ số phát xạ, giúp cải thiện độ chính xác của phép đo, giúp cho người dùng có thể đo được trên nhiều bề mặt, nhiều vật liệu khác nhau. Máy cung cấp các tùy chọn bảng màu, cho phép bạn tùy chỉnh hiển thị màu sắc trên hệ nhiệt rõ hơn và phân biệt dễ dàng các vùng nhiệt độ khác nhau. Người dùng có thể đánh dấu các điểm nóng và điểm lạnh trên hình nhiệt để dễ dàng xác định khu vực nóng nhất và lạnh nhất trên bề mặt. HT-03 hiển thị hình ảnh nhiệt trực quan trên một màn hình màu, giúp bạn dễ dàng định vị con trỏ của điểm trung tâm và đo nhiệt độ. Ngoài ra, thiết bị còn có khả năng lưu trữ hình ảnh nhiệt và hình ảnh trực quan trên thiết bị. Bạn cũng có thể xuất dữ liệu này ra trên máy tính thông qua cổng USB để tạo báo cáo và in ấn. Bạn nhấn và giữ nút nguồn khoảng 3 giây để bật hoặc tắt nguồn. Sau khi bật nguồn, màn hình sẽ hiển thị trạng thái hình ảnh nhiệt. Để bật hoặc tắt đèn LED, bạn nhấn giữ nút chụp ảnh khoảng 3 giây. Để chuyển đổi tùy chọn xem hình ảnh, bạn nhấn nút sang trái hoặc sang phải để chuyển đổi mức độ kết hợp giữa hình ảnh thường và hình ảnh nhiệt. 0%, 25%, 50%, 75% và 100%. Để chọn chức năng ẩn cột nhiệt độ cao nhất và thấp nhất. Trong điều kiện vận hành bình thường, nhấn nút lên để hiển thị hoặc ẩn cột nhiệt độ cao nhất, thấp nhất ở cạnh dưới của màn hình. Để chụp ảnh, bạn nhấn nút chụp ảnh để lưu lại hình ảnh. Khi hình ảnh được lưu thành công, màn hình sẽ hiển thị lời nhắc Store Image. Nếu bạn chọn lưu hình ảnh thì nhấn nút này để lưu lại. Nếu bạn chọn không lưu hình ảnh, vui lòng nhấn nút Select Enter. Để quay video, bạn nhấn giữ nút chụp ảnh, màn hình sẽ hiển thị lời nhắc Record Video. Nếu bạn chọn có thì nhấn nút này hoặc nhấn nút chụp ảnh để bắt đầu ghi hình. Nếu chọn không quay video, nhấn nút Select Enter. Nhấn giữ lại nút chụp ảnh để dừng ghi hình. Để đọc và xuất hình ảnh đã được lưu có thể được kiểm tra và xuất dữ liệu bằng cách kết nối với máy tính thông qua cổng và các kết nối USB, hỗ trợ cho các hệ điều hành Windows XP, Windows 7, 8, 10 và Mac. Người dùng có thể cài đặt giá trị độ phát xạ theo ý muốn. Đầu tiên nhấn menu, sau đó chọn Emissivity, tiếp theo lựa chọn độ phát xạ bạn mong muốn. Nhấn nút lên hoặc xuống để lựa chọn tùy chọn độ phát xạ mong muốn. Sau đó nhấn nút Select Enter để xác nhận. Nhấn lại nút sang trái để quay lại. Nếu chọn Custom, nhấn nút Select Enter để vào trạng thái hiệu chỉnh. Nhấn nút sang trái hoặc sang phải để di chuyển chữ số điều chỉnh. Nhấn lên hoặc xuống để thay đổi giá trị của chữ số cần điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh xong giá trị mong muốn, nhấn nút Select Enter để xác nhận. Sau đó nhấn nút sang trái để quay lại. Nhấn nút này để thoát trình đơn. Như anh em có thể thấy, hình ảnh hiển thị rất sắc nét và nhiệt độ đo được tối đa là trên 100 độ. Như vậy là Vinh Anh vừa đánh giá xong sản phẩm camera nhiệt HT-03. Hiện tại sản phẩm đang được bán với giá tham khảo khoảng 5,8 triệu đồng, bảo hành 12 tháng trên toàn quốc. Anh em có nhu cầu muốn mua sản phẩm này, chỉ cần nhấc máy gọi theo hotline 0904 810 817 hoặc truy cập vào website máy đo chuyên dụng.com để mua hàng nhé. Còn bây giờ thì Vinh Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của máy đo chuyên dụng.